Xin chào tất cả quý anh chị học viên của hướng dẫn lái xe an toàn. Anh chị mình thấy hôm nay ở Vũng Tàu thời tiết rất là đẹp đúng không ạ? Hôm nay là một ngày rất là mát mẻ, rồi khí hậu rất là ưu đãi chúng ta. Anh chị thấy là mỗi hôm chúng ta đi Vũng Tàu, chúng ta gặp phải thời tiết như thế này chúng ta rất là thích đúng không ạ? Vì chúng ta đi được rất là nhiều nơi, không bị nắng nóng thì chúng ta sẽ đi tham quan rất rất là nhiều cảnh đẹp anh chị mình ha. Rồi thời tiết đẹp như thế này, anh chị đi Vũng Tàu mình sẽ cần phải có những nơi để mình để xe. Nếu như anh chị ở những tỉnh khác, anh chị mình sẽ chạy ô tô tới Vũng Tàu để chúng ta đi chơi du lịch ở Vũng Tàu, thì chúng ta cần phải tìm một nơi để đỗ xe. Thế anh chị mình thấy là ở Vũng Tàu của mình sẽ thiết kế những cái nơi mà đỗ xe như là ghép dọc hoặc ghép chéo để chúng ta đỗ xe, chúng ta xuống đi tắm biển, chúng ta đi du lịch anh chị mình ha. Thì hôm nay em sẽ cùng đồng hành với anh chị xem là những cái bước, những cái kỹ thuật như thế nào để chúng ta ghép chéo một chiếc xe vào nơi đỗ như thế này. Em lấy ví dụ ở đây là một nơi mà họ thiết kế những cái nhà xe ghép chéo như thế này. Thì em sẽ cùng tìm hiểu với anh chị cái cách để chúng ta ghép chéo như thế này, là chúng ta ghép như thế nào là được. Và một cái nữa là em sẽ cũng đồng hành với anh chị là chúng ta sẽ xem là chúng ta ghép dọc như thế nào anh chị ha. Để xem kỹ năng ghép dọc ở bên ngoài nó khác với kỹ năng anh chị học ở trong sân thi như thế nào anh chị ha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về ghép chéo và ghép dọc thực tế mà được. Chúng ta sẽ tìm hiểu ghép chéo trước. Thế anh chị thấy chúng ta có một cái vạch trắng, đây là vạch giới hạn giữa đường đi và cái nơi đỗ xe của chúng ta. Rồi chúng ta sẽ khai cái vạch vàng hai bên, nó sẽ tương ứng là phân chia cái nhà xe ghép chéo chị ha. Giống như ở đây là giữa hai vạch thì có nghĩa là chúng ta đang đứng ở cái nhà xe đây. Thì chiều đi của chúng ta mình sẽ đi từ chiều bên kia đi tới bên này chị ha. Đúng không ạ? Từ chiều bên tay trái đi qua sang chiều bên tay phải của em đây. Đó, như vậy chúng ta mới là đi đúng chiều. Thì khi mà ghép chéo, anh chị cần phải dừng ở đâu, anh chị cần phải căn ở đâu? Thì đó là anh chị mình đi xe chạy lên và gương, anh chị mình ha. Anh chị mình quan sát gương bên phải nó ngang với cái góc này đúng không ạ, ngang với cái góc vạch trên này, anh chị mình sẽ dừng lại đánh hết lái trái anh chị ha, dừng lại đánh hết lái trái rồi chúng ta sẽ chạy lên. Khi nào mà thân xe nó song song với hai cái vạch hai bên của chúng ta thì chúng ta sẽ dừng lại và chúng ta lùi vào. Rồi đó là cái lý thuyết, còn bây giờ em sẽ thực hiện để cho anh chị mình theo dõi ha. Rồi anh chị thấy ở đây em đang đi chạy lên như thế này anh chị ha. Em muốn ghép vào cái nhà giống như hồi nãy chỗ em đứng ha, thì em sẽ đi như em hướng dẫn anh chị ở phần lý thuyết ha. Đó là em sẽ đi lên và khi nào gương của em anh chị ha, gương nó ngang với cái góc vạch trắng và vạch vàng đúng không ạ, vạch trắng là vạch ngoài đường và vạch vàng là vạch giới hạn anh chị ha. Đó, gương ngang với góc em sẽ dừng lại, em đánh hết lái sang bên trái đúng không ạ, em đánh hết lái sang bên trái em chạy lên. Rồi khi chạy lên anh chị mình phải lưu ý quan sát một chút về gương bên trái của mình, xem có xe chạy lên không anh chị ha, xem có xe ô tô không. Rồi em sẽ chạy lên, khi nào mà cái thân xe của em nó song song với hai cái vạch trắng, hai vạch vàng hai bên đúng không ạ, em sẽ trả số lùi em lùi lại anh chị ha, em sẽ trả thẳng lái em lùi lại, trả thẳng lái lùi lại anh chị ha. Đó, anh chị thấy là thân xe của chúng ta song song với cái vạch vàng thì anh chị mình cứ trả thẳng lái, anh chị mình lùi lại đúng không ạ. Rồi sau khi lùi đầu xe của chúng ta vượt qua cái vạch trắng phía trước rồi thì chúng ta dừng xe lại anh chị ha. Rồi anh chị mình thấy là cái kỹ năng chúng ta lùi xe vào cái nhà ghép dọc như thế này nó tương đối dễ dàng, nó không có khó chút nào đúng không ạ. Thì anh chị thấy ở biển Vũng Tàu của chúng ta này, thiết kế cái nhà ghép dọc này sẽ dành cho tất cả các loại xe, kể cả xe khách luôn anh chị mình ha. Nên anh chị nào đi xe khách 50 chỗ anh chị mình có thể ghép ở nhà xe ghép chéo này được luôn. Thì tùy thuộc vào cái xe của chúng ta dài hay ngắn mà chúng ta ghép ở những cái chỗ nhà xe dài hay ngắn đúng không ạ. Thường những cái chỗ mà nhà xe ở đoạn giữa như thế này sẽ dành cho những cái nhà xe mà những cái chiếc xe dài như là xe khách của chúng ta, còn xe 4 chỗ 7 chỗ sẽ dành cho những cái đoạn đầu hoặc là đoạn cuối của cái nhà xe này anh chị ha. Rồi anh chị mình xem cái xe của mình dài ngắn thế nào để chúng ta lựa chọn nhà xe ghép cho nó hợp lý.
đó là chúng ta lùi vào ở nhà xe ghép chéo. Và nếu như chúng ta chạy đầu vào trong nhà xe ghép chéo thì chúng ta sẽ đi như thế nào? Rồi em sẽ tiếp tục ghép bằng cách là chúng ta đi đầu vào anh chị mình ha. Vừa rồi là cách thứ nhất để anh chị mình ghép chéo, đó là anh chị mình lùi xe vào. Còn cái cách thứ hai của chúng ta để ghép chéo đó là anh chị mình sẽ là đi xe đầu tiến về phía trước, đúng không ạ? Chúng ta đưa đầu vào trước, giống như trường hợp xe của em đang để ở đây. Thì để mà đầu tiến về phía trước thì anh chị mình cần phải làm gì? Đó là đầu tiên anh chị mình phải mở rộng, đúng không ạ? Mình phải mở rộng dòng lái ra. Anh chị mình không thể đi sát nhà xe quá được. Nếu anh chị mình đi sát nhà xe quá, anh chị mình sẽ rất là dễ bị va chạm với cái xe bên cạnh. Cho nên anh chị mình phải mở rộng xe ra anh chị ha, mình phải mở rộng vòng lái ra bên ngoài. Ví dụ ở đây tí nữa em sẽ đi vào cái làn giữa này để anh chị mình xem ha. Rồi em mở rộng ra, khi nào mà gương chiếu hậu của em bên phải ngang với cái góc này, đúng không ạ? Cái góc đầu tiên anh chị chạm tới thì anh chị mình sẽ đánh hết lái vào và anh chị mình sẽ chạy xe vào, nó sẽ là vào được nhà ghép xéo như thế này, nó dễ dàng. Rồi đó là lý thuyết, đúng không ạ? Em sẽ bắt đầu chạy thực tế cho anh chị mình xem ha. Rồi em sẽ lên xe. Khi mà chúng ta muốn để đầu xe vào nhà ghép chéo thì anh chị mình phải mở rộng vòng lái như thế này. Chúng ta phải đi cách xa nhà xe như thế này mới được anh chị ha. Rồi em đi ở đây là làn giữa anh chị mình ha. Đúng không ạ? Rồi anh chị mình sẽ thấy là cái gương của em ha, cái gương bên phải của em, gương chiếu hậu bên phải của em ngang với cái góc vạch trắng và vàng, đúng không ạ? Ngang góc đầu tiên, nhà xe đầu tiên chúng ta cần vào. Thế anh chị mình sẽ đánh hết lái sang bên phải, anh chị mình chạy vào ha. Đó, anh chị mình thấy là xe của chúng ta đang vào rất là dễ dàng anh chị ha. Như vậy thì anh chị thấy là cái đầu xe ở bên trái của chúng ta cũng không có sợ bị cọ nếu như có xe ở bên trái của chúng ta. Rồi anh chị mình đi vào, khi nào mà anh chị thấy thân xe của mình nó song song với vạch rồi, anh chị mình lại trả thẳng lái, anh chị đi vào tiếp, đúng không ạ? Đó là cách ghép chéo mà chúng ta đưa đầu vào anh chị ha. Tại vì nhà xe ghép chéo của chúng ta có rất là ít, cho nên nhiều anh chị chưa bao giờ từng thực hiện cái bài này. Và anh chị nghĩ trong đầu là không biết phải thực hiện như thế nào. Nhưng thực tế anh chị xem vừa rồi là anh chị thấy là ghép chéo nó cực kỳ dễ dàng. Kể cả cái việc chúng ta lùi vào hoặc là chúng ta đưa đầu vào đều rất là dễ dàng anh chị mình ha. Đưa đầu vào thì anh chị mình sẽ làm mở rộng ra, đi xa nhà xe một chút để anh chị cua vào nó dễ dàng. Còn nếu anh chị lùi vào thì anh chị cứ bám sát vào nhà xe anh chị ha. Vào thì chúng ta sẽ bám vào cái góc đầu tiên, đúng không ạ? Góc đầu tiên khi mà chúng ta đi tới nhà xe. Còn chúng ta lùi vào, đúng không ạ? Anh chị đưa đầu vào, anh chị bám góc đầu tiên. Còn anh chị mà lùi vào, đúng không ạ? Thì anh chị mình sẽ bám vào cái góc xa, cái góc phía sau anh chị ha. Đó là hai cách chúng ta đưa xe vào nhà xe ghép chéo, lùi vào hoặc đưa đầu vào. Hy vọng rằng những cái đoạn video vừa rồi nó sẽ giúp cho anh chị có kỹ năng ghép nhà xe ghép chéo. Còn bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem ghép nhà xe ghép dọc thực tế như thế nào anh chị ha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu lên đường nhà xe ghép dọc. Ngoài những nhà xe ghép chéo ra thì ở Vũng Tàu mình sẽ thiết kế những nơi ghép dọc như thế này để anh chị mình đỗ xe anh chị mình ha. Thì cái kỹ năng ghép dọc của chúng ta nó sẽ khác một chút so với cái kỹ năng ghép chéo. Thì anh chị mình sẽ cùng em tìm hiểu xem là chúng ta ghép dọc như thế nào, kỹ năng chúng ta ghép dọc như thế nào. Anh chị mình thấy là ở đây có 3 chiếc xe, thì có 2 chiếc là chúng ta đi đầu vào trước, đúng không ạ? Còn một chiếc xe của chúng ta, đúng không ạ? Xe của chúng ta, xe của em đây đang là để đầu ra ngoài, đuôi vào trước. Thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị cả hai cách là chúng ta ghép đưa đầu vào trước như thế nào, hoặc là đưa đuôi vào trước thì chúng ta phải thực hiện như thế nào anh chị mình ha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu, em sẽ cùng anh chị tìm hiểu. Rồi khi chúng ta ghép dọc vào nhà xe thì anh chị mình nên đi sát nhà xe anh chị ha. Mình nên đi gần nhà xe một chút, anh chị mình không nên đi xa quá, đúng không ạ? Cho em sẽ để cho xe của em leo lên lề, đi vào gần nhà xe ha. Ở đây là em sẽ đưa đuôi xe vào trước, cho nên em sẽ đi sát vào nhà xe. Còn tí nữa đưa đầu vào trước thì em sẽ đi như thế nào thì em sẽ thực hiện sau ha. Rồi anh chị thấy là em sẽ đi sát vào nhà xe như thế này. Đó, đi sát vào nhà xe. Sát nhà xe thì khi nào em sẽ dừng lại anh chị mình ha? Đó là khi mà em thấy cái va giữa nhà xe thì em sẽ đánh hết lái sang bên trái như thế này anh chị ha, em sẽ chạy lên. Khi mà chạy tiến lên anh chị mình cần phải quan sát cả hai gương. Tại vì gương bên trái của chúng ta
đúng không ạ? Gương bên trái của chúng ta anh chị phải quan sát xem là có xe đi lên hay không. Nếu như có xe đi lên thì mình phải dừng lại để mình nhường người ta cho an toàn anh chị ha. Đó, đó là mình quan sát gương bên trái xem có xe chạy lên không. Còn gương bên phải anh chị mình sẽ quan sát làm sao ạ? Từ cái thân xe đến cái đuôi xe của chúng ta, nó đâm vào đến 1 phần 3 nhà xe thôi anh chị mình ha. 1 phần 3 nhà xe. Đó, 1 phần 3 nhà xe. Anh chị mình đừng có đi đến giữa nhà xe anh chị ha. Ở trường hợp này chúng ta phải là đâm vào 1 phần 3 nhà xe thôi. Đó, 1 phần 3 nhà xe rồi anh chị mình sẽ đánh hết lái sang bên trái lại. Bên phải lại đúng không ạ? Em lại nói nhầm đấy rồi. Rồi, chúng ta đánh hết bên phải, đánh hết lái sang bên phải, chúng ta vô số lùi anh chị ha. Rồi, chúng ta sẽ lùi lại ha. Rồi, chúng ta cứ lùi lại thôi anh chị mình ha. Đó, lùi đến khi nào anh chị mình dừng lại, đó là khi nào anh chị mình thấy thân xe của chúng ta. Thân xe của chúng ta nó song song với cái vạch của nhà xe rồi. Thì anh chị mình chờ thằng lái thôi. Anh chị lùi thẳng vô anh chị ha. Chúng ta cứ lùi thẳng vô đúng không ạ? Rồi, sau khi đầu xe của chúng ta nó đã đi qua cái vạch giới hạn phía trước là chúng ta ghép rồi, chúng ta sẽ dừng lại anh chị ha. Kéo thắng tay, mở, đúng không ạ? Mở dây an toàn chúng ta sẽ đi ra. Rồi, anh chị thấy là chúng ta vào nhà xe nó rất là đều, rất là đẹp. Thì đầu tiên em có căn như thế nào? Đó là khi mà cái bên góc phải, bên phía bên phải của chúng ta ngang vào giữa nhà xe anh chị ha. Mà có thể là anh chị mình căn lệch một chút cũng không sao, tại vì ở đây là bên ngoài, chúng ta không cần phải tuyệt đối chính xác giống như chúng ta thi, cho anh chị mình có thể lệch một chút không có sao hết ha. Rồi chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ căn bên phải, bên phụ của chúng ta ngang với giữa nhà xe. Sau đấy chúng ta sẽ đánh hết lái trái chúng ta chạy lên. Đúng không ạ? Rồi chúng ta quan sát gương bên phải tiếp. Khi nào mà thân xe đến đuôi xe nó đâm vào khoảng 1 phần 3 nhà xe như thế này. Đúng không ạ? Thì chúng ta mình anh chị mình sẽ đánh hết lái sang bên phải rồi anh chị lùi vô giống như em vừa lùi vừa rồi ha. Thế anh chị thấy là ghép dọc thực tế ngoài đường nó cũng không có khó khăn gì hết. Anh chị mình trong cái phần thi ghép dọc ở trong sân thi của chúng ta nó đã tương đối dễ dàng rồi, thì ghép dọc ở bên ngoài nó không không khó khăn gì. Thì vừa rồi em vừa ghép dọc là đưa đuôi vào, thì bây giờ em sẽ tiếp tục là để đầu xe vào trước. Thì em sẽ xem là kỹ năng chúng ta lái để đầu xe vào trước thì chúng ta phải làm như thế nào anh chị ha. Rồi em sẽ bắt đầu. Rồi anh chị mình ha, hồi nãy là chúng ta vừa ghép, chúng ta đưa đuôi xe vào trước, còn bây giờ anh chị mình sẽ đưa đầu vào trước. Thì nếu như đưa đầu vào trước anh chị mình phải mở rộng vòng lái anh chị ha, mình đừng có đi sát vào nhà xe. Hồi nãy chúng ta lùi, chúng ta sẽ đi sát vào nhà xe, nhưng bây giờ chúng ta đi đầu vào trước, chúng ta sẽ đi mở rộng ra anh chị ha. Đó, anh chị thấy em mở rộng ra hơn hồi nãy đúng không ạ? Và cái khoảng cách này rộng nó tầm khoảng độ 2 mét là được anh chị ha. Khoảng 2 mét. Rồi anh chị mình đi lên này. Khi nào mà gương chiếu hậu của chúng ta ngang với cái vạch của nhà xe kia, ngang với cái góc nhà xe đấy, cái góc đầu tiên anh chị mình đi tới ha. Đó là góc đầu tiên. Anh chị mình sẽ đánh hết lái sang bên phải để chúng ta đi lên ha. Anh chị mình đánh hết lái sang bên phải. Đúng rồi, chúng ta đi lên đúng không ạ? Và anh chị mình thấy làm sao ạ? Cái bánh trước của chúng ta này bên trái này, đúng không ạ? Cũng sẽ không vẫn còn cách xa cái vạch của bên bên trái, cho nên chắc chắn là anh chị mình không bao giờ phải sợ xe của chúng ta sẽ va chạm với cái xe phía trước nếu như mà có một cái xe phía trước đang ở đấy đúng không ạ? Rồi anh chị mình sẽ đi lên ha. Anh chị mình đi lên. Đến khi nào mà anh chị thấy cái xe của chúng ta song song với cái nhà xe rồi, thẳng với nhà xe rồi, anh chị mình trả thẳng lái và mình đi lên tiếp ha. Đúng không ạ? Chúng ta đi lên tiếp đây. Đó, anh chị thấy đã song song rồi, mình trả thẳng lái mình đi lên. Và anh chị thấy là cái khoảng cách xe của chúng ta cách hai cái vạch hai bên nó một cái khoảng cách rất là đẹp. Đúng không ạ? Bên này cũng khoảng cách đẹp, bên kia cũng khoảng cách đẹp. Đó, anh chị thấy là kể cả nếu như mà cái nhà xe của chúng ta nó có chật hơn một tí nữa thì anh chị mình cũng không có lo lắng gì ha. Thì đó là hai cách chúng ta vào nhà xe gấp dọc. Một cách là chúng ta lùi xe vào và một cách là chúng ta đưa đầu vào trước. Thì cả hai cách này anh chị mình đều có thể áp dụng được. Thường thì cái cách lùi nó sẽ phức tạp hơn một chút. Vừa rồi, như vừa rồi anh chị vừa tìm hiểu. Còn cách đưa đầu xe vào nó dễ hơn. Cho nên chị thấy các bác tài sẽ lựa chọn cách đưa đầu vào rất là nhiều. Còn lùi thì ít hơn. Nhưng mà theo em thì anh chị mình nên lùi vào. Tại vì sao vậy? Để mà lúc đi ra chúng ta quan sát được ở ngoài đường cho nó dễ dàng hơn anh chị ha.
quan sát được tình hình giao thông dễ dàng hơn để chúng ta điều khiển xe nó an toàn hơn. Còn nếu như chúng ta mà đưa đầu xe vào trước thì lúc đi ra chúng ta lùi. Khi chúng ta lùi thì điểm mù của chúng ta cực kỳ nhiều và nó khiến cho chúng ta đi ra ngoài đường nó mất an toàn nhiều hơn anh chị ha. Rồi, đó là hai cách thì tùy vào anh chị mình sử dụng lựa chọn theo cách nào thì mình lựa chọn anh chị ha. Anh chị mình đã cùng em tìm hiểu hai cách ghép xéo như thế nào, chúng ta cũng có hai cách. Ghép dọc như thế nào, chúng ta cũng có hai cách. Và anh chị nên áp dụng theo cách nào thì anh chị mình hãy thử mỗi cách một lần để xem chúng ta xem là cái mặt tốt, mặt xấu của mỗi cách như thế nào để cho chúng ta áp dụng những cái lần sau chúng ta nên áp dụng theo cách nào anh chị mình ha. Thì theo em nếu để an toàn thì anh chị mình nên lùi vào chứ không tiến đầu vào như thế này anh chị ha. Rồi, ở đây là bãi trước của ở đây là bãi sau của thành phố biển Vũng Tàu anh chị mình ha, bãi sau ha. Thì nếu có một lần nào đấy anh chị đến đây, anh chị hãy đến những cái bãi để xe này, đúng không ạ? Ngay chỗ là tượng Chúa giang tay của chúng ta anh chị ha. Để anh chị mình thử ghép dọc, ghép ngang. Rồi chúng ta còn ghép xéo nữa để chúng ta sẽ biết những cái kỹ năng chúng ta ghép như thế nào là chính xác, là dễ dàng anh chị ha. Cũng rất là mong một ngày nào đấy được gặp anh chị tại biển Vũng Tàu. Rồi xin chân thành cảm ơn, hẹn gặp lại anh chị. Và anh chị cũng đừng quên bấm like, share để ủng hộ kênh Hướng Dẫn Lái Xe An Toàn. Và nhớ đăng ký kênh, đồng thời ấn chuông để đón xem những video phía sau của Hướng Dẫn Lái Xe An Toàn. Xin hẹn gặp lại với anh chị.